Xin kính chào tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ, khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Rất nhiều người và quý vị anh chị bà con đã mong muốn một chiếc xe về đi dịch vụ hay là đi gia đình mà bền, tiết kiệm nhiên liệu, thì hôm nay khả năng xin giới thiệu cho mọi người một mẫu xe mới về bên em. Một mẫu xe mang thương hiệu của Toyota nhé. Toyota Vios đời 2019, một chủ từ đầu, biển Hải Phòng. Chiếc này thì khả năng ô tô sẽ lên sóng ngay sau đây cho bà con và anh chị luôn. Một chiếc xe form mới, model mới từ cuối 2018 đến bây giờ 2019 là được hơn 1 năm. Được cải thiện rất là nhiều sau cái ngày ra mắt tháng 8 năm 2018 các bác nhé. Mẫu xe này thì tư nhân, một chủ từ đầu. Đấy, xe đẹp, không có đâm đụng va chạm gì cả, rất phù hợp cho anh em làm chạy dịch vụ. Thì quý vị anh chị bà con nào mà ưng chiếc này có thể liên hệ trực tiếp khả năng ô tô để lấy về làm xe gia đình, cũng như là anh em đóng hãng hay là anh em làm xe Grab, Uber rất là ok nhé các bác nhé. Sơn xi máy gầm không phải làm gì cả. Đấy, sơn zin, keo chỉ zin, máy zin từ mặt sàn gò luôn, chưa có thay cái gioăng gì hết các bác nhé. Bình thường người ta bảo làm gioăng mặt máy các thứ, đây còn nguyên hết, chưa hề có làm cái gì cả. Với động cơ 1.5 có máy màu trắng nhé, có van biến thiên đua VVTi, con này nó tiêu hao chỉ khoảng tầm 5 lít xăng trên 100 km thôi, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Quý vị anh chị nào mà muốn rút hồ sơ sang tên, em có làm hỗ trợ cho anh em rút hồ sơ và sang tên chính chủ với mức giá là 389 triệu đồng, đời 2019, các bác cảm thấy nó có hợp lý hay không, anh em hãy bình luận vào bên dưới đây. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, và xin kính chúc tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã và đang xem cái video này một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho mọi người đi con luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, thành công nhé. Anh em nào đi qua làm ơn xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mẫu xe Vios thì bao giờ nó cũng là hàng thông dụng nhất, và nếu phân khúc hạng B thì nó sẽ là hàng đầu, là xếp đầu tiên về cái độ tiêu thụ tốt này, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Đấy, Vios thì nó chỉ tiêu hao của chúng ta khoảng tầm 5 lít xăng trên 100 km. Đây các bác nhìn này, đúng 5 lít ngoài đô thị nhá, 5 lít 8 kết hợp và 7 lít 3 là trong đô thị. Đấy, Vios E mà nói chung là thực ra là nó cũng có nhiều dòng khác tốt hơn, nhưng mà cái dòng phân khúc B thì ở Việt Nam mình dùng cái loại này nó quen rồi, nên là người ta ăn sâu vào tiềm thức là cái con Vios rồi, nên là nó rất là bền, nên là anh em nhìn nó cứ ưng, nó vừa mắt. Chứ thực ra Mazda này nó đẹp hơn nhiều đúng không ạ, nhưng mà Mazda nó phân khúc C, giá nó cũng cao hơn thật. Đây, khám phí tới tháng 12 năm 2023 các bác nhé. Đấy, còn rất là dài, anh em nào sang tên vẫn dùng được cái này luôn. Và em cam kết cho bà con các anh chị là sơn zin, máy zin, keo chỉ zin, không đâm va, không đâm xô gặp nước các bác nhé. Có mất một tí gọi là một tí chỉ, nó hơi mó mót ở chỗ góc này, một tí tì ở đây thôi, tí em sẽ chỉ cho bà con các anh chị luôn. Còn xe em cam kết bằng văn bản cho bà con các anh chị là không có đâm va, tai nạn gặp nước, các bác hoàn toàn yên tâm. Phiên bản này có hai phiên bản, một phiên bản 3 túi khí và phiên bản 7 túi khí nhá. Số sàn thì đây là một chiếc xe có trang bị 7 túi khí an toàn cơ, rất là hoành tráng luôn. Một con xe này cảm giác như con Mazda 3 kia, không nhiều túi khí đến vậy, nó chỉ có 2 túi thôi, nhưng con này có đến 7 túi khí cơ các bác nhé. Chiếc xe này mang nước sơn màu đen, bên trong nội thất thì là màu kem nhé. Bản thiếu thì nó sẽ có 3 túi khí và nó sẽ không có cái nội thất màu kem như này. Đây là nội thất đen, còn đây là nội thất màu kem và màu đen này, hai màu rồi, nhìn nó cũng cứng hơn, đẹp hơn này, keo chỉ zin luôn. Cánh cửa đây, ốc cửa zin hết các bác nhé. Bộ ghế da là nguyên bản theo xe từ đầu đến bây giờ, chủ xe người ta bọc một lần thôi. Đấy, anh em hỏi con này có dịch vụ hay không thì khả năng ô tô xin trả lời luôn quý vị anh chị là có dịch vụ nhé. Chạy dịch vụ kiếm tiền là chắc chắn rồi. Có thể người ta đóng hãng hoặc có thể người ta làm biển vàng, người ta chạy là bình thường, anh em phải chấp nhận điều đó. Nhưng chiếc xe là tư nhân, một chủ từ đầu đi, anh người ta mua về, người ta chạy dịch vụ thì cũng rất là đẹp các bạn. Căn bản là nó phải zin đẹp, không đâm xô và máy còn zin, keo chỉ zin, đi ít thôi. Chiếc này thì anh em nhìn vô lăng nó còn mới đét như này, củ số còn mới tinh như này, các bác nhìn thấy sướng chưa? Đấy, rất là đẹp, có lắp thêm màn hình Android, cam nùi đầy đủ hết rồi, không cần làm gì thêm cả. Đấy, xe tất cả các kính này là nguyên đét nguyên đai hết các bác nhé, chưa hề có vỡ hay là đâm đụng va chạm gì cả, nên mọi người cứ an tâm. Keo chỉ của nó này nguyên zin hết, không mất một phần nào luôn, đảm bảo cho bà con anh chị. À quên mất, vừa mới nói trên kia mất một tí nhỉ. Thôi rồi, tí quay luôn cho bà con thôi, nó tầm khoảng 3-4 phân thôi, nhưng mà em cũng báo chuẩn cho bà con để mất công mất thời gian của nhau. Gần như là zin 100%. Cái này nói bằng mồm nó hơi khó, em cứ cam kết bằng văn bản đi, sai em đền. Còn anh em là không tin tưởng, anh em cứ mang thẳng trực tiếp ra hãng, anh em test, anh em tự mang đi. Về ra tên chính chủ rồi, anh em cứ mang đi test, mà sai thì mang về giả xe em, thế thôi. Đấy, chứ còn nói thật với bà con, xe cũ thì có chuyện xước sát va quẹt nhẹ là chuyện bình thường, nhưng đâm đụng nặng thì giá nó rẻ các bác nhé, vẫn mua được nhưng giá nó rẻ. Còn nếu mà anh em mà ngập nước thì nó rẻ lắm, nó rẻ kinh khủng cơ, nhưng người ta mua rẻ người ta bán đắt thì mới sợ, chứ người ta mua rẻ bán rẻ thì không việc gì cả. Anh em mua về thợ thuyền, anh em mua về chạy vẫn bình thường, máy móc ngon là được, miễn làm sao, chứ chẳng nghĩa đâm một tí là mất con xe đi luôn, đúng không? Không có đâu, vẫn tiêu thụ trên thị trường mà, thị trường người ta vẫn tiêu thụ ấy chứ. Đâm vai ví dụ nó nhẹ nhẹ thôi thì làm lại được, chứ còn nếu mà nó bẹp quá rồi anh em phải cho đi sở cẩm luôn.
mà cho đi sản phẩm người ta vẫn bán xác lấy tiền ấy, người ta vẫn tháo những đồ cần thiết, ví dụ cánh cửa này còn đẹp thì lấy cánh cửa này lắp cho con khác đấy, với con này ví dụ nó bị đâm va một tí cánh cửa chẳng hạn thì người ta thay cánh cửa đấy sang là ok đấy, thì anh em phải thông cảm thế. Chứ con xe cũ chứ con ở đâu zin 100% không có, đúng không ạ? Con này là đẹp lắm rồi này, nội thất màu vàng kem nhìn đẹp nhỉ, bóng độ bóng này, và cái da là da xịn ấy, nó mềm, nó có độ mềm và trơn đẹp sạch sẽ. Đây các bác nhìn này, vân sần cánh cửa này đẹp chưa, đấy tapi cửa nhìn mới đét luôn. Mặc dù là xe đã từng chạy kinh doanh dịch vụ rồi, tất cả những chiếc xe số sàn Vios là người ta mục đích đều sinh ra là chạy dịch vụ hết các bác nhé. Nhiều anh em cứ nói là gia đình xịn ông cũng mua về chạy dịch vụ, chứ là mua về làm cái gì mà xịn mới lại không xịn. Chẳng qua đời cao thì các ông lý ít thôi. Con này em nói đời 2019 thì 2020 thì dịch, 2021 thì dịch nốt, thế mới được năm hàng năm ngoái năm nay thì đúng không, mới được có hơn một năm chạy thôi chứ bao nhiêu, mà cùng nắm cho là 2 năm. Con này cùng nắm thì 7-8 vạn chứ mấy, đúng không? Nhiều thì cứ cho 11-12 vạn, quá ít một chiếc xe mà nó mới như thế để anh em an tâm đấy. Thì em chưa biết là đồng hồ chính xác là bao nhiêu, tí em sẽ quay cho bà con các anh chị với độ mòn của vô lăng củ số. Em khẳng định con này nó chưa đến 10 vạn luôn, vì sau 2 năm dịch với lại 1 năm gì, cứ cho 1 năm anh em chạy nhiều được 6 vạn đi thì 2 năm căng đét ông chạy được khoảng 12 vạn hết phim, chứ bao nhiêu đâu đấy, chẳng bằng bao nhiêu cả anh em ạ. Nhìn này, nước sơn thì đẹp sạch sẽ, không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước đấy, sơn si thì không cần phải làm gì cả. Mày lợi dụng hình ảnh của anh à? Anh nói đi. Mày làm cái gì đâu mà khô mồm. Đây anh em nhìn này, tay cửa này, tay cửa này cũng là hàng Elok rồi anh em nhé, nhìn thấy không? Đây, đây các bác nhìn thấy zin hết, không cần phải làm cái gì cả. Sơn zin đây, cái này sơn vắt hơi xước vắt vào sơn zin luôn này. Đấy, rất là đẹp cứng luôn. Cốp các thứ mọi thứ là tất cả là zin hết nhé, chưa hề có tí bả ma tít nào luôn. Nội thất thì đẹp. Giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá cái phần khoang máy, xem máy nó như thế nào. Chiếc kính đầu zin hết, đầu đèn cũng zin nhé, đèn thì hai đèn là zin theo xe luôn. Biển Hải Phòng anh em là có thể sang tên giữ biển Hải Phòng luôn, và cũng không cần phải đổi biển anh em ạ. Anh em nào muốn sang tỉnh khác thì anh em rút hồ sơ thôi. Đây chúng ta cùng xem máy nhé. Đấy, hơn 6 vạn, có thể là hơn, nhưng mà cái củ số các bác, cái vô lăng của nó các bác nhìn này, và không hề có một tí mòn nào, rất là zin hết từ đầu đến chân này. Con này có xước nhiều đâu, đi tương đối ít các bạn. Đấy, nắp thêm cái màn hình Android, cái này thì em nắp nhé, cái này bình thường người ta không có đâu, em nắp thêm cái màn hình Android này cho nó đẹp, bây giờ nó là cái xu thế thôi. Màn hình cam nồi đủ hết các bác nhé, điều hòa chết rét luôn. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Có cả khiển nữa kìa, màn hình có cả khiển luôn. Chân thì chân da, cái này là cái chủ xe người ta ưa thích, người ta làm chân da rồi thì anh em thông cảm. Đây chúng ta cùng xem cái phần khoang máy, xem máy móc nó như nào các bác nhé. Về máy con này thì em cam kết bảo hành cho bà con các bác anh chị là máy zin 100%, chưa hề ra máy bóc máy nhá, mặt máy cũng chưa mở luôn. Đây, ở đây là phần keo chỉ, cũng như em nói ngay từ ban đầu. Đây xin báo với bà con bác anh chị là mất một tí chỉ từ đây đến đây, nó rơi vào mỗi bên khoảng 3 phân nhé các bác nhé. Đúng mỗi bên 3 phân. Cái lỗ này hơi méo méo một tí này. Đây, lỗ này hơi méo một tí thôi, còn đâu là zin hết. Từ chỗ này trở đi là zin, còn chỗ này em làm lại này. Đấy, nó chỉ mép một tí thôi, còn đây là zin hết 100%. Nếu anh em nào mà em mà nói sai thì ngày mai em nói lại. Đây, các bác nhìn này. Đây về mặt nội thất của cái khoang máy các bác nhìn này, cái keo đuôi chuột của nhà sản xuất vẫn còn nguyên, chưa hề có bóc ra, chưa hề có nhấc cái mặt này ra nhé, chưa một lần luôn. Đây em cho các bác xem luôn cái phần mặt máy bên trong nó có cái gì đây. Đấy các bác nhìn này, đấy vô cùng sáng bóng nhé. Đây là cái mobil này, bên dưới nó sẽ là cái buji. Còn đây em nói có hai cái van biến thiên máy đua ở VVTi các bác nhé, đưa cái lượng xăng vào buồng đốt rất là tốt, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Tốt nhất thì thời điểm hiện tại nó chỉ rơi vào khoảng 5 lít xăng trên 100 km thôi. Bình ắc quy cũng là loại mới tinh, mùng 1/1/2023 mới thay. Con xe này về đầu răng sắt xi zin hết, tai đèn mọi thứ nguyên zin, chưa hề có đâm xô tai nạn gì cả. Khả năng xin bảo hành bằng văn bản cho bà con anh chị luôn, anh em hoàn toàn yên tâm vào chiếc xe này. Khả năng ô tô chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả quý vị, quý anh chị, bà con cùng toàn thể mọi người đã và đang xem livestream của Khả năng ô tô. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn và đạt được nhiều niềm mơ ước trong cuộc sống các bác nhé. Khả năng chân thành cảm ơn và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đăng. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.